Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cái thủ thuật chúng ta kiểm tra tiền thật hay là tiền giả. Và mình chia sẻ thêm một kinh nghiệm nhỏ mà chưa ai chia sẻ là chúng ta kiểm tra cái kính dỏm hay là kính xịn luôn các bạn ha. Qua cái thủ thuật này. Thì đây chúng ta dùng cái đèn các bạn nha. Chúng ta dùng một cái đèn chiếu tia UV. Đèn chiếu tia UV thì nó có màu tím các bạn ha. Đây, cái loại đèn này mình đang xài đây. Hôm trước mình chia sẻ với các bạn rồi ha. Nó có 5 chế độ rất là hay. Đấy, mình đang ở trong một cái môi trường mình tự tạo bóng tối các bạn nha. Thực chất là ở đây nó hiện tại giờ là rất là sáng. Rồi, các bạn thấy ha. Giờ đây mình soi tờ 500 đồng, 500 ngàn cho các bạn xem nha. Đây. Các bạn sẽ thấy một cái đường giữa 500 500 nghìn. Bên cái mặt của Bác Hồ thì chúng ta mới thấy các bạn nha, bên mặt bên kia là chúng ta không thấy. Và ở góc phải cái chữ số màu đen đây các bạn nha. Cái chữ màu đen chúng ta sẽ thấy được là nó là cái hiển thị màu màu xanh các bạn ha. Chúng ta sẽ thấy là cái màu xanh chứ không phải là màu đen các bạn nha. Bình thường là chúng ta thấy màu đen nhưng mà khi chúng ta chiếu cái tia UV vào đây chúng ta thấy màu xanh. Và cái tờ 200 ngàn nó cũng tương tự như vậy các bạn ha. Trên cái đèn UV mà bước sóng từ 365 nanomet tới 400 nanomet đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn những cái khác, như giống như là cái chữ dòng chữ series bên này là nó màu cam các bạn ha. Nó màu cam chứ không phải là màu đỏ. Thì đấy, ở đây là chúng ta thấy màu đỏ, nhưng mà nếu mà chúng ta dùng cái đèn mà chuyên để soi tiền á, thì trong ngân hàng đó, thì chúng ta sẽ thấy được những cái điểm khác nữa. Thì ở đây thì chúng ta chỉ tạm thời chúng ta thấy được hai cái điểm như thế này thôi, là chúng ta đã biết được là cái tiền này có thật hay không hay là tiền giả. Tiền giả thì khả năng làm được cái dòng 100 ngàn này được, nhưng mà nó mờ, nó không rõ các bạn ha. Còn cái dòng chữ màu đen mà thành cái màu xanh này thì rất là khó làm các bạn nha. Một lát mình chia sẻ với các bạn về cái cách chúng ta xem tiền thật tiền giả qua cái cách nhìn mà không dùng đèn. Đây các bạn có thể thấy ha. Đây, mình không cần thiết phải chứ phải gọi bên kia các bạn nha, vì bên kia cũng cũng không có đâu, mình đã test rất là kỹ rồi. Mà đặc biệt là những cái vết mà nó bị nhăn bị đùng lại các bạn, chúng ta rồi soi đèn vào thì chúng ta cũng thấy được cái nền nó giống như nó dạ quang hơi ha, nó dạ quang cái nền nền tím. Đây, chúng ta tiền 20.000 đây, tiền này là tiền mình mượn các bạn nha, không phải tiền của mình không có giàu gì đâu. Rồi các bạn đã xem xong qua tất cả cái tờ tiền này ha. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn về xem và kiến thiệt kiến giả cái kính thời trang của chúng ta các bạn nha. Giờ mình lấy tờ 500 ngàn, mình lấy một cái kính mình soi cho các bạn xem. Hôm qua mình tính tính quay video mà lỡ làm rớt nó bể các bạn. Kính thiệt kính xịn là nó chúng ta gọi qua cái mặt kính, ta gọi đèn qua mặt kính các bạn ha, thì chúng ta sẽ thấy cái tờ thấy cái dạ quang của tiền tiền của mình nó hiện lên. Còn kính giả là kính dỏm là chúng ta không thấy các bạn nha. Đây đây mình gọi nè, ở đây mình gọi ở ngoài nè ha, ở đây mình gọi vô kính nè, đấy là chúng ta vẫn thấy ha. Rồi bây giờ mình lấy một cái kính tương tự các bạn ha. Đây kính này cũng là hàng xịn nè các bạn nha, nhưng mà lớp lớp tráng thủy nó bị bong, nó bị dạ quang nhiều quá nên nó phản phản cái ánh sáng đi các bạn ha. Kính này cũng thường thôi, dạng này là cũng dạng thường nhưng mà rọi thì không thấy, nhưng mà nó không tốt bằng cái kính ban đầu của mình đúng không ha. Kính này chỉ có trăm trăm hai thôi, tính luôn phí ship đó mà. Đây cái này kính dỏm nè các bạn nha, kính dỏm 30-40 ngàn nè. Đấy các bạn thấy không, đây mình thấy nè nha, đấy không thấy nè, đó mình gọi thấy nè, không thấy nè, đấy các bạn thấy không, phân biệt rất là rõ các bạn nha. Đấy, nhờ cái đèn kiểm tra là chúng ta cũng thấy được cái điều bí mật này. Đấy chúng ta có thể kiểm tra kính mát rất là chuẩn các bạn ha. Đây mình lấy một cái kính nữ, đây mình lấy cái kính nữ cho bạn bạn coi nè. Đấy thấy các bạn ha, không thấy nè, thấy nè, không thấy nè.
Rồi mình lấy thêm một cái kính khác nữa nè. Đấy, thấy các bạn ha, đấy không thấy nè. Đấy. Rồi bây giờ mình chiếu qua những cái thẻ như visa hay là thẻ bằng lái xe này kia cho các bạn xem để chúng ta thấy được cái điều gì. Đối với visa thì chúng ta thấy được cái chữ V nó dạ quang đây các bạn ha, dưới cái chữ I và chữ S đó, chúng ta thấy được cái chữ V nó dạ quang lên, chúng ta thấy rất là rõ. Ngoài ra những cái chỗ khác là chúng ta không thấy các bạn ha, chúng ta chỉ thấy được cái chữ chữ V đó thôi, mặt kia thì chúng ta cũng không thấy. Rồi đối với cái bằng lái xe thì chúng ta thấy được cái huy hiệu, đây cái huy hiệu của nước Việt Nam mình đây, và cái logo logo nổi nè các bạn ha, logo nó phát quang. Nếu mà chúng ta gọi trên cái góc chữ license nè, đấy thì chúng ta thấy thấy cái logo nó chiếu phản quang các bạn ha, logo của cái lá cờ nước Việt Nam. Và đây và cái huy hiệu của nước Việt Nam ta, huy hiệu của đảng đảng nhà nước ha. Rồi mặt sau chúng ta sẽ thấy được cũng cái huy hiệu nữa các bạn nha. Đây mặt sau chúng ta gọi chúng ta sẽ thấy cái huy hiệu nữa nè các bạn ha. Đấy mình sẽ gọi gần cho các bạn xem ha. Đấy chúng ta thấy được cái huy hiệu đấy, bình thường thì chúng ta gọi không thấy được như thế này các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài ánh sáng cho bạn xem ha, mình dừng xíu. Rồi bây giờ mình đã ra ánh sáng các bạn thấy rõ ha. Đây mình sẽ lấy cái này nhanh 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 xíu để cho bạn xem visa đây. Rồi. Ngoài ngoài sáng do mình gọi sợ nó không thấy các bạn nên sợ các bạn không có nhìn rõ. Ở đây chúng ta nhìn rất là rõ các bạn ha, đây là màu đen nha, đây dãy số này màu đen ha, nè, màu xanh nè. Đấy rồi giờ mình ví dụ qua cái mấy kính nó vừa rồi nãy đây, cái kính đây các bạn nha. À, mình thấy nè đó. Đó các bạn thấy ha, đấy mình gọi nè, đấy đây là kính kính xịn của mình các bạn nha, bể rồi. Trước khi dọn nhà bể hết một mắt kính bên phải, cái mới tối này bể bên trái nữa các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ thêm mấy cái loại kính hồi nãy mình cho các bạn xem ha, để chúng ta biết. Đây, tại trong tối sợ các bạn không thấy rõ, sợ các bạn không tin là mình có lấy cái kính khác nhau hay không á. Thành ra mình phải làm hai hai lần như thế này, mình đi lẹ qua các bạn nhé, để các bạn thấy nha. Đấy thậm chí để sát không thấy luôn các bạn ha. Đó kính nhờ dỏm thì nó bị tiêu UV, nó làm ảnh hưởng mắt rất là nhiều các bạn ha, nên chúng ta lựa những cái kính nào mà có thể chống tiêu UV được các bạn ha, thì nó tốt cho mắt hơn. Rồi video sau mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái thủ thuật để làm bảo vệ mắt chúng ta luôn trên cái điện thoại. Chắc cũng có bạn biết và cũng có bạn chưa để ý những cái thủ thuật đó, thì mình sẽ chia sẻ luôn ha. Rồi, ở bên mình còn một cái kính kính làng, kính cái gì của mẹ mình đây nè. Mà được cái kính này sao mà nó hay nó có, nhưng mà đối với cái kính này không biết là nó có phải là hàng xịn hay không thì tùy các bạn nha. Cái này là kính làng các bạn nha, nhưng mình đoán là kính này nó cũng cũng mắc 200 mấy trên đó, mà 200 mấy ngàn kính làng của mẹ mình ha, nó trên 2 độ các bạn nha. Thì giấy chứng minh các bạn ha, mình muốn giấu cái thông tin cá nhân, các bạn thông cảm nha. Giấy chứng minh thì giấy chứng minh thì không có gọi thấy cái gì hết các bạn nha, rồi kể cả cái đây giấy tờ xe, đấy giấy chủ quyền xe đây, các bạn xem thoải mái giấy chủ quyền xe này, hết gớm rồi đấy. Thì giấy chủ quyền xe mà dạng ép đó thì cũng không không thấy gì cả. Rồi đối với cái đèn mà đèn đỏ các bạn nha, cái đèn đỏ giống như cái đèn laser này nè, đấy thì chúng ta lại rọi không thấy gì cả các bạn ha.
không thấy bất kỳ cái thông tin cái điều gì mà khác biệt. Nhưng mà là được cái chúng ta gọi trên cái bác hồ bạn ha, thì chúng ta thấy được bác hồ rõ hơn thôi, bác hồ in chìm mà đó à, chúng ta thấy bác hồ in chìm rõ hơn à, thấy cái nét bác hồ à, mặt rồi tóc rồi đấy, đèn sáng thì chúng ta vẫn thấy các bạn nha, mình gọi đèn sáng cho các bạn coi đây. Đấy, các bạn gọi đèn sáng thì chúng ta thấy bình thường ha, chứ không phải không thấy ha. Đấy, thì cái tiền giả thì chúng ta có thể gọi cái điều này chúng ta kiểm chứng các bạn nha. Thì không có thấy được mắt bác Hồ nhìn thẳng vào chúng ta, thì đó với tiền giả các bạn ha. Râu tóc tóc bạc bác Hồ cũng sẽ không đều, râu cũng sẽ không đều. Nó đối với tiền giả là như vậy. Tiền giả là nó còn cái khác nữa là nó dày. Nó rất là dày các bạn nha. Nó rất cái nó dày hơn tiền thiệt. Và chúng ta xé thử cái góc, xé thử cái góc ha. Ta xé hơi hơi cái góc thì có khả năng là nó rách luôn, tại vì nó có độ giòn chứ nó không có độ dai giống như tiền thật. Thì đó à, tiền giả chúng ta nhận biết ở một điểm nữa là cái vạch tiền. Đây mình cho các bạn xem cái vạch tiền nha. À, đây, mình lấy 200.000 thấy dễ hơn các bạn nha, 200.000. Đây, cái vạch tiền đâu rồi ta, à quên nữa, còn một điểm nữa các bạn nha, còn một điểm ở ở cái đây mình sẽ cho các bạn thấy được cái đây 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 nè các bạn nha. Tiền giả sẽ không làm được cái phần này các bạn ha. Đây cái phần đấy các bạn thấy không, cái thằng thấy 200.000 không, cái đường nè đấy, cái đường tiền nè đấy. Ở tiền giả là nó làm cái đường này không chuẩn các bạn ha, là nhìn rất là dễ nhận ra đấy. Tiền thiệt thật á, thì chúng ta nhìn nó rất là cái chữ nó bóng mượt nè đó, cũng như là cái độ mượt của tiền nó nhám, nó có độ nhám. Tiền thật thì nó có độ nhám, còn tiền giả thì nó trơn các bạn ha. Này đấy, chúng ta có thể phân biệt được cái đường đó à, ở tiền 500.000 cũng có luôn các bạn ha. Đó chúng ta có thể lấy được cái đèn thường chúng ta soi, chúng ta coi cái lằn này các bạn nha. Đấy, và đối với cái dạ quang trong mấy cái điểm này các bạn nha. Đây, đối với tiền mới thì chúng ta mới thấy các bạn ha, tiền mới thì chúng ta mới thấy rõ, tiền tiền cũ rồi chúng ta sẽ thấy mờ không có rõ đâu. Thì chúng ta rọi cái đèn và chúng ta nhìn vào mắt, nhìn con mắt chúng ta nhìn vào cái đèn ha, chúng ta giống như chúng ta nhìn như thế này, nhìn như thế này các bạn ha, nhìn con mắt chúng ta nhìn vô cái đèn sáng vừa thôi các bạn nha, đèn đèn giống như đèn led này sáng quá thì chúng ta thấy nó chá mắt, thì chúng ta sẽ thấy được một cái quầng hào quang rất là nhiều màu các bạn ha. Mỗi mỗi tờ tiền là nó có cái biểu tượng khác nhau chứ không có cái nào giống cái nào các bạn nha. Tờ 100.000, tờ 100.000 vẫn có cái đường vẫn có cái đường đó các bạn ha, tờ tiền nào nó cũng có cái đường các bạn nha. Thì đấy, thì chúng ta có thể dựa vào cái nền Bắc Hồ à, chúng ta có thể dựa vào cái nền Bắc Hồ, rồi chúng ta có thể dựa vào cái số series à, nếu mà các bạn có cái đèn UV chúng ta dựa vào cái số series đấy, rồi cái dạ quang của cái logo này các bạn nha, cái logo này cái in cái dạ quang rất là đẹp, cái dạ quang nhẹ thôi đấy, dạ quang nền bóng vàng các bạn ha, nền kim vàng kim rất là đẹp. Còn tiền thật thì do họ bỏ cái công lao ít nên cái kỹ thuật của họ cũng không có cao bằng cái kỹ thuật của nhà nước mình làm ra các bạn ha. Đấy, mấy tờ tiền còn lại nó cũng giống giống nhau thôi các bạn ha. Và mình cho các bạn xem cái phần đèn led đây, đèn đỏ nè. Chúng ta gọi thì chúng ta cũng sẽ thấy, mà mình nghĩ là tiền thật thì nó cũng có. Đấy, nó có cái nền giả xuống các bạn ha, giống như cái đầu laser đó mà. Đấy, nó có cái nền giả xuống giống như cái đầu laser thôi. Còn cái phần nhỏ bên này thì chúng ta thấy nó không có chứ, không có chuẩn bằng đấy, nó cũng thấy nhưng mà tại nó nhỏ quá các bạn. Rồi thì ở video này thì mình cũng chia sẻ với các bạn về cái đèn ha, cái đèn rồi cái tính năng của đèn.
nó chống tia UV, để chúng ta kiểm tra, chúng ta biết được cái chúng ta biết được cái kính chúng ta đeo nó có an toàn cho mắt hay không, để các bạn chúng ta đi vào tiệm chúng ta cũng có thể có một chút cái thủ thuật để chúng ta kiểm tra được cái mắt kính, lựa chọn cái mắt kính phù hợp với túi tiền cũng như là cái nhu cầu sử dụng của chúng ta ha. Các bạn có thể lựa chọn một cái kính đó, chúng ta mua chúng ta hỏi giá trước, chúng ta lựa cái tầm khoảng 400 cao cao tầm đó thôi. Nếu khả năng các bạn có thể chúng ta lấy hai cái mẫu, một cái tầm 400 ngàn với một cái tầm 200 ngàn, các bạn test hai cái đó rồi chúng ta tự nhiên chúng ta sẽ có một cái so sánh nhất nhất định các bạn ha. Các bạn có thể đeo vào mắt, ta nhìn vào ngoài đường ngoài trời chúng ta thấy con mắt mình nó rất là nhẹ các bạn ha, dịu nhẹ là ok, kính đó ok. Còn nó đeo vô mà cảm thấy mà cái xung quanh cái không khí bầu trời xung quanh nó nặng nề, nó làm con mắt ta rất là nặng thì cái kính đó nó không ổn các bạn ha. Thì kính đó là nó chống tia cực tím này kia nó rất là yếu, thành ra chúng ta lựa kính là nó phù hợp, hoặc là chúng ta có độ thì chúng ta nên đo độ trước khi chúng ta sử dụng các bạn ha. Xin chào và hẹn.